Xin chào chị và các bạn, tôi Tony Ngọc đây. Trong chuỗi series những cái tuyến đường, những cái mặt tiền để có những cái dòng tiền ở trong thời kỳ khó khăn như thế này, thì hôm nay thì Tony Ngọc sẽ review cũng như phân tích những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Lò Lu. Và mặt tiền đường Lò Lu này có một cái cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời, bởi vì so sánh giữa cái giá ở trên mặt tiền với lại giá chung cư của dự án Gamuda của chủ đầu tư tại Malaysia, thì cũng chủ đầu tư này cũng được ví như Vin tại Malaysia, nó là một chủ đầu tư khá là lớn. Và cái dự án Edison có cái giá ở trên mét vuông căn hộ từ 45 đến 55 triệu một mét vuông. Tuy nhiên, mặt tiền đường Lò Lu thì có những cái bất động sản ở trong cái thời điểm ngợp này có giá là 23 đến 27 triệu một mét vuông đối với lại những cái bất động sản có diện tích lớn. Còn đối với những cái bất động sản có những cái diện tích mà diện tích chuẩn cơ bản như là 5 x 30 thì đâu đó rơi vào từ 45 đến 50 triệu một mét vuông. Và hôm nay thì Tôn Đăng Ngọc sẽ đi từ tuyến đường Lã Xuân Oai ra đường Nguyễn Xín để đi qua đường Lò Lu. Và ở vị trí trước mặt của Tôn Đăng Ngọc kia chính là ngã ba giữa Lã Xuân Oai và đường Lò Lu. Và ở những video sau thì Tôn Đăng Ngọc sẽ làm một cái video phân tích về những bất động sản ở đường Lã Xuân Oai. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì Tôn Đăng Ngọc sẽ phân tích trên những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Lò Lu trước. Và Tôn Đăng Ngọc đang di chuyển hướng từ công nghệ cao về dự án Vinhome Modern Bắc. Và tại cái ngã ba này thì Tôn Đăng Ngọc sẽ kẹo trái vào đường Lò Lu. Hiện tại anh chị và bạn quan sát trên mặt tiền đường Lã Xuân Oai, thì đối với đường Lã Xuân Oai đang được mở rộng nâng cấp, và như Tôn Đăng Ngọc ước tính rằng cái đường Lã Xuân Oai này sẽ được mở rộng lên đến tận là 40 m, và chúng ta sẽ tiến vào cái đường Lò Lu. Đường Lò Lu thì nó bắt đầu từ cái trục đường Lã Xuân Oai và nó kết nối ra đường Nguyễn Xín, cái khúc gần dự án Vinhome Modern Bắc. Và đối với lại đường Lò Lu thì toàn bộ tuyến đường nó nằm trên phường Trường Thành. Và những cái bất động sản ở đây đối với những cái thời kỳ mà sung như tháng 3 của năm 2023 thì những cái bất động sản mặt tiền này đã có những cái mức độ giao dịch từ 90 lên đến 110 triệu một mét vuông. Và đối với những cái bất động sản càng gần cái ngã ba giữa Lò Lu và Lã Xuân Oai thì những bất động sản đó có giá trị càng cao, bởi vì ở cái vị trí đó thì nó rất là gần cái khu công nghệ cao, và tại đó thì cũng có những cái yếu tố thương mại, những cái chợ, và nó sẽ kinh doanh buôn bán đa ngành nghề được. Đối với đường Lò Lu này thì chúng ta cũng biết rằng ở trong đường Lò Lu thì có rất là nhiều cái dự án phân lô bán nền, cũng như những cái dự án 1/500. Nếu mà dự án 1/500 nổi tiếng thì có dự án Sim City đấy, thì chúng ta đang di chuyển trên đường Lò Lu. Vậy thì với cái mặt tiền đường Lò Lu này thì có những cái cơ hội đầu tư cũng khá là tuyệt vời. Đối với lại những cái bất động sản trên mặt tiền đường Lò Lu có cái diện tích lớn, diện tích lớn là diện tích trên 1000 m, thì nó tùy vào cái mặt tiền, tùy vào cái vị trí và tùy vào giá. Và chúng ta cũng sẽ biết rằng đối với đường Lò Lu thì cái vị trí mà càng gần cái đầu Lã Xuân Oai và càng gần cái vị trí như Kho Bạc Nhà Nước như thế này thì nó sẽ là cái vùng giá cao của trục đường Lò Lu. Tuy nhiên, nếu mà mặt tiền đường Lò Lu càng về hướng đường Nguyễn Xín và hướng dự án Vinhome Modern Bắc, thì do cái câu chuyện là ngày xưa thì cái bất động sản mà nó càng xa những cái trung tâm như vậy thì nó càng rẻ. Tuy nhiên, cái câu chuyện Vinhome Grand Bắc họ đã về tại vị trí đường Nguyễn Xín, và cái những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Lò Lu mà gần đường Nguyễn Xín thì hiện tại nó đang có một cái vùng giá rất là tốt. Thậm chí những cái lô diện tích trên 1000 m thì nó có giá 27 đến 30 triệu. Và đối với lại cái những cái lô mà có diện tích cơ bản như là độ sâu là 30 m đi, thì nó có vùng giá là 45 đến 50 triệu, thì Tôn Đăng Ngọc cũng thấy nó cũng là một cái điểm mua nó cũng rất là tuyệt vời. Và đường Lò Lu này thì Tôn Đăng Ngọc tin rằng khi mà cái dự án
Gamuda, dự án Edison của chủ đầu tư Gamuda về, và họ cũng đã làm một cái, những cái đơn vị, những cái chủ đầu tư đi đầu tư rất là nhiều cái dự án ở Việt Nam rồi, và họ cũng phải có những cái đội nghiên cứu tiền khả thi cũng như nghiên cứu khả thi, thì họ mới đầu tư một cái dự án tại đây. Và dự án Edison này thì có cái vùng giá căn hộ nó thậm chí nó xem với phân khu S3, S5 của dự án Vinhome Grand Park. Và đối với lại cái vùng giá này thì tôi Ngọc cũng đánh giá rằng đối với hiện tại thì cái tình hình kinh tế khó khăn cộng với lại những cái sự sơ khai hay là những cái sự mà gọi là chưa phát triển ở cái trục đường lò lu này thì tôi Ngọc đánh giá rằng nó cũng khá là cao. Tuy nhiên đối với mỗi chủ đầu tư thì họ sẽ có những cái câu chuyện riêng của họ. Đây tôi Ngọc sẽ đảo một vòng xung quanh đây này. Đây là dự án Edison của chủ đầu tư Gamuda và có cái vùng giá từ 45 đến 55 triệu một mét vuông, và đấy là cái giá BR. Còn đối với lại những cái thời điểm thời kỳ một khó khăn như thế này thì rất là nhiều cái chủ đầu tư họ sẽ đưa ra những cái chính sách giảm giá, nhưng đa phần thì họ sẽ giảm giá thông qua những cái gọi là những cái quà tặng, những cái chiết khấu để sau này khi mà thị trường nó phục hồi lại thì đương nhiên nó sẽ không có những cái giảm giá như vậy nữa, và họ vẫn sẽ giữ nguyên cái bảng giá như hiện tại. Và thậm chí là có rất là nhiều cái chủ đầu tư họ sẽ dùng những một vài cái nghệ thuật, những cái thủ thuật về con số, ví dụ như đang 40 triệu một mét vuông thì họ sẽ tăng lên 20% là lên 50 triệu một mét vuông, và sau đó thì họ sẽ giảm giá 30 đến thậm chí là 40%, thì là họ sẽ còn lại cái mức giá là 38-35 triệu một mét vuông, có nghĩa là nó sẽ giảm giá so với lại cái giá bán ban đầu luôn. Thì đó là một vài cái nghệ thuật triển khai bán hàng. Và cái đoạn đường này của đường lò lu khá là xấu nên thành ra là cái chất lượng video nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Và tại cái khúc này thì đối với lại những cái bất động sản mặt tiền sông như thế này thì có những cái bất động sản nó là mặt tiền sông và mặt tiền đường, và thậm chí là nó bị lộ dưới đường và lộ dưới sông, nó chiếm hết cái phần diện tích đất. Và đối với những cái bất động sản này thì Tôn Ngọc cũng có một vài cái bất động sản nó có cái tính chất tương tự như vậy. Và đối với những cái bất động sản như vậy thì gần như là chúng ta đầu tư vô thì chúng ta chỉ xác định được cái câu chuyện rằng mình sẽ khai thác được cái dòng tiền ở trên cái bất động sản đó hay không. Ví dụ như một bên là mặt tiền sông và một bên nó là lộ dưới đường thì nó gần như là chúng ta chỉ xây được những cái nhà tạm, nhà cấp 4. Tuy nhiên thì mỗi một cái loại bất động sản nó cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng, và đương nhiên thì đối với lại những cái đầu tư vào những cái bất động sản như vậy thì chúng ta nó cũng phải là một cái người am hiểu về địa phương, am hiểu về những cái đặc tính của khu vực thì chúng ta mới đầu tư. Còn tốt nhất là khi đầu tư thì chúng ta nên đầu tư những cái bất động sản mà nó có những cái câu chuyện nó đơn giản thôi. Nó ví dụ như sau khi mà trừ lộ giới đi rồi, trừ tất cả những cái vấn đề hành lang lộ giới thì nó còn lại một cái phần thổ cư ở trên đất là bao nhiêu, thì chúng ta đầu tư dựa trên cái giá trên mét vuông ở những cái câu chuyện như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn. Và tôi đang học nghĩ rằng đôi khi có nhiều câu chuyện nó càng đơn giản thì nó càng dễ kiếm được tiền. Và cái video thì Tuấn Ngọc chắc cũng xin phép được kết thúc tại đây, bởi vì phía trước là trục đường Nguyễn Xiển rồi, thì kết luận lại thì đối với lại cái trục đường lò lu này thì nó cũng là một cái trục đường kết nối từ khu công nghệ cao và dự án Vinhome Grand Park. Và tại đây thì có những cái chủ đầu tư lớn như chủ đầu tư Gamuda, họ đã triển khai một cái dự án như thế này rồi. Và đối với lại những cái hình ảnh anh chị và các bạn xem ở đây thì hiện tại nó cũng khá là chưa phát triển. Tuy nhiên đối với lại cái tầm nhìn của Tuấn Ngọc ở trong cái giai đoạn từ 2024 đến 2027 thì đối với những cái bất động sản mặt tiền đường lò lu như thế này có vùng giá 50 triệu một mét vuông
thì nó cũng là một trong những cái cơ hội đầu tư sinh lời cũng rất là tốt. Và đấy cũng là những cái thông tin, những cái góc nhìn Tony Ngọc muốn chia sẻ cho quý anh chị đang xem video đây. Và nếu như anh chị và các bạn thấy nội dung Tony Ngọc chia sẻ là hay, hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Colin, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.